Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao mà để kết nối được con PC Mitsu và những con PC Board ở sau sẽ truyền thông được với nhau như thế nào. Và tất nhiên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái giao thức mà hiệu quả nhất, tối ưu nhất hiện nay, xài cái board như thế này đỡ, nó giúp giúp khi mà truyền thông với nhau nó sẽ ổn định cả về dữ liệu, nó sẽ liên tục đó và đảm bảo. Thì hôm trước chúng ta đã được mình đã được giới thiệu với bạn là làm cái card truyền thông với giữa một con Mitsu với một con này, nhưng mà nó không hiệu quả. Bạn ta thông qua cái card là chỉ là chiều đọc lên thôi, còn cờ chiều ghi xuống thì nó có một số vấn đề ha. Rồi hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là cái module FX3455DB, ADB MB. Thì cái module này là chuyên để truyền thông RTO và nó đã hỗ trợ cái lệnh truyền thông rồi, nên là nó sẽ giúp cho các bạn truyền nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thì cái module đó thì sẽ được gắn ở đây đó, ở đây thông qua một cái cạc truyền thông như thế này. Mình có thể dùng mỗi cạc là RS232 hay 422 hay là một cái cạc CNV thôi cũng được rồi, không cần thiết là phải dùng cạc 485 đâu nha. Sau khi mà gắn nó vô thì các bạn đẩy cái lại nó xuống, rồi thì bây giờ là mình đầu tiên là mình sẽ đấu dây. Thì cách đấu dây thì nó cũng giống như là cách truyền thông giữa biến tần hoặc là đồng hồ nhịp, thì giống như mấy cái video trước của mình làm ha. Thì cái phần đấu dây mình sẽ tua nhanh qua ha, mình sẽ đấu nhanh qua đỡ cho nó tiết kiệm thời gian. Rồi sau khi đã đấu nối xong thì cái phần ở bên dưới đã đấu nối xong rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lập trình. Và bây giờ là mình đấu dây đấu nối theo kiểu là 2 giây ha, thì cũng bình thường thôi, thì giống như mấy cái khác mình bật điện lên và mình sẽ cắm cáp vào để mình lập trình. Và mình chưa cắm cái nguồn. Rồi sau khi cắm nguồn, cái này là chương trình cũ nha, nên là chương trình của con này nó đang chớp, là đang truyền thông bằng cạc. Nhưng mà bây giờ mình quên cái cạc đó đi, mình sử dụng module thì mình không liên quan đến nó nữa. Và bây giờ mình sẽ cấu hình lập trình cho con master trước đi ha. Mình cắm cáp này vào trước, lập trình cho master. Rồi thì mình sẽ mở gửi quật 2 lên. Tạo một dự án mới ha, tạo ba u, này là ba u. Đầu tiên là con master thì mình mở tài liệu nó lên, cấu hình cho con master là bằng cái thanh ghi, là khai báo cho thanh ghi kênh 1 hoặc là kênh 2 ha. Thì mình muốn dùng kênh nào cũng được, thì ở đây mình dùng kênh 2 đi, 8420 đi, 8420 nha, 8420. Không mình thôi, mình xài kênh 1 đi. Các bạn thì thấy ủa sao kênh 2 nó giống như cái con 8120, 8120 là cái card, còn 8400 và 8420 là module thì nó khác nhau. Và cái con bây giờ mình xài kênh 1 đi ha. Và nhớ cái biến là M8411 ha, là luôn ở đây thì mới chạy được đối với cái module nha. Là rồi mu mu và giá trị của nó thì sẽ các bạn xem ở đây, bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây như thế nào mà ra được con số bao nhiêu để mua vào. Thì mình sẽ phân tích chỗ này một xíu. Thì mấy cái video trước mình cũng làm cái này rất nhiều rồi, hoặc là các bạn mấy cái video khác, những người khác cũng làm YouTube
cũng có chị hướng dẫn cái này rất là kỹ rồi, thì các bạn có thể tham khảo ha. Ở đây mình sẽ làm nhanh là mình sẽ tính từ bit này lên này ha. Mình sẽ chạy ở 8 bit và 8 bit ha, là bit sẽ là 1 ha. Parity thì sẽ là bit 1, bit 2 sẽ là mình chọn even đi thì là 1 1. Rồi. Stop bit là 1 bit stop sẽ là 0. Rồi tốc độ bow của mình thì sẽ chọn cái nào? Chọn cái 19200 đi thì sẽ là số 1001. Rồi. Ở bit 8 với bit 11 là sẽ là không xài, 8 9 10 11 sẽ không xài. Và bit 12 sẽ là một bit on này. Ha. Thì sẽ là bit 12 này là on này. Bit 13 14 15 là không xài. Rồi chúng ta sẽ phân ra là 4 bit một cái ha. 4 bit một cái sẽ ra số là 1 0. Cái này là số 9 ha. 7 và chúng ta sẽ có số là 1097 sẽ khai báo vào ha. Sẽ move h 1097 vào D84 8400 ha. Và tiếp theo là tới cái khai báo cái master hoặc là server thì ở 8411 không đây 8401 hoặc là 8421 ở kênh 2 ha. Này mình đang xài kênh 1 nên là xài 8401. Thì chúng ta sẽ mua cái giá trị này thì nhanh ra là modbus ở đây. Ở đây chúng ta sẽ phải mua là chọn những cái nào này. Modbus series line này. Modbus master này. Và RTU này. Thì chúng ta sẽ thấy là nguyên cái đám này là 000 hết ha, và chỉ có con số 1 ở bit số 0. Và thì giá trị của nó 48401 sẽ là H1 ha. H1 sẽ là cái giá trị của thanh ghi này đã quy định nó là Modbus Master và chạy RTU và chạy thuộc về Modbus Serial. Rồi. Chúng ta sẽ mua H1 vào D8401 và 8409 sẽ là move là the respawn ha, respawn time, time respawn á, thì nó sẽ là mình move là giá trị 1000 đi ha, vào D8409 rồi là xong cái phần khai báo của nó. Còn mấy cái kia thì không quan trọng, lỗi đồ gì đó thì mình cũng chả quan tâm. Đó, cái này là con master. Rồi bây giờ là bây giờ chúng ta sẽ nạp chương trình, tạm thời nạp chương trình của master này vào đó ha. Rồi mình sẽ tính vấn đề sau và mình sẽ đặt cái này là master để cho bạn tí nữa mình chuyển, các bạn thấy sale desktop ha, sale desktop là master. Và các bạn sẽ thấy được là khi mình chuyển ở đây thì các bạn thấy là nó là master này ha. Rồi mình sẽ quên mình sẽ nổ đổ xuống ha, đảo lót xuống. Rồi mình download xuống thì ở bên kia thì nó sẽ có thể nó sẽ không chớp gì cả. Bây giờ có thể mình ok, nó có thể nó chưa nhận gì đây. Mình chưa biết lệnh truyền, mình chỉ mới khai báo thôi ha, tí nữa mình biết lệnh sau. Rồi bây giờ tới con Sliver thì mình cũng mở một cái gửi vật thứ hai ha. Chương trình thứ hai mình viết. Rồi mình chọn là FX3U luôn ha, tại vì hai con kia cũng là FX3U nhưng mà BC4 thì cái máy của mình nó hay bị lỗi này, mình cũng không khó chưa có giải quyết được, cứ mình phải chấp nhận sống chung với nó thôi, cứ chịu khó mở vài lần.
thay vì đít ra như vậy. Rồi, mình đối với con Sliver thì khác nha. Mình sẽ move như thế nào? Đối với con Sliver thì chúng ta sẽ xem ở đây. Thanh ghi nó là thanh ghi của nó là 8120 nha. Nè, 8120 chứ không phải là 84400, bởi vì nó là con này là con PC Board thì tất nhiên nó sẽ chạy phần cứng nó khác. Nên là chúng ta sẽ phải cấu hình nó theo kiểu khác. Và chấp nhận là mua 8120 và chương trình viết cũng phải cấu hình khác luôn. Vậy thì mình sẽ viết cho cái này ha. Đầu tiên là mình phải tính cái này nữa, là tính như thế nào. Như hồi nãy á, mình cũng tính mình tính là bit số 0 này là 8 là 1 này. Này event đúng không? Là 1 này giống như con kia ha. Bit số 2 là 1 bit stop thì cũng giống này. Và chỗ này là 19200 đâu thì cũng là số 9 ha. Là 0 0 1 ha. Đây và 8 9 10 11 cũng là không dùng ha. 0 0. Và cái cuối cùng bit 12 13 14 15 thì 12 13 14 15 thì sẽ dùng là Sliver ha. Các bạn nhớ là dùng cái này Sliver thì các bạn sẽ khai báo là cái gì. Sliver thì cái này là số 4 là 0 0 1 0 này, tức là số 4. Vậy thì mình sẽ ngang nó ra này, bốn con, và ở đây thì nó sẽ là 4 0 9 7 ha. Vậy các bạn khai báo nó là 4 0 9 7 ha. 1 GM 8002, tức là mở VC lên nó sẽ khai báo cho cái này luôn là mu h bằng 4097 vào d 8120 và khai báo là địa chỉ của Sliver bằng cách là mu h 1. Ví dụ như con đầu tiên, con một con Sliver đầu tiên, ví dụ mình mu con này đi, con này thì là số 1, con này sẽ là số 2. Vậy thì chúng ta sẽ mua là H1 vào D8 8121 ha. Sẽ là khai báo cái địa chỉ ha, địa chỉ của Sliver đó. Và mua HK đi, K1000. Ở bên Sliver thì đương nhiên tốc độ phản hồi phải nhanh hơn, đỡ mà trả lời lại tin nhắn của master thì các bạn nên đỡ là thấp hơn thôi. Mình đỡ là khoảng 500 đi, 500 mili giây. Mình đỡ khoảng 300 mili giây đi. Rồi D khai báo nó ở 8129 ha. Rồi, như vậy là xong con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ viết sale nó lại là con Sliver 1 ha. Sliver 1 ha, sale lại. Và mình sẽ viết một con nữa là Sliver 2 Sliver S ha. Con này Sliver 2 ngay luôn. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ mình sẽ mở thêm con Sliver 1 lên ha. Tại vì sau khi Sliver S thì nó sẽ là đang chạy lên dự án Sliver 2. Thì ở đây chúng ta sẽ mở ba cái dự án luôn. Đó, một cái là Master, một cái Sliver 1, Sliver 2. Đây là Sliver 1 này. Bây giờ Sliver 1 á thì chúng ta sẽ mình sẽ làm một cái việc rất đơn giản thôi ha. Tức là bây giờ mình sẽ cho là nếu mà từ con mình nhập input vào mà từ x0 tới x7 thì sẽ out ra cho con thì x0 tới y7 của con level 1 sáng đèn.
Còn nếu mà mình out từ x1 10 đến x17 của master thì con y0 tới y7 của con sliver 2 sáng đen, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải viết một số lệnh như sau. Ví dụ như là đối với con level 1 thì chúng ta sẽ là viết nếu này sẽ mu mu và ngược lại ha. Nếu mà ta sẽ mu là mu k2x0 vào, tức là ở con level 1 á, nếu mà ta nhập ngõ vào x á thì out bên 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 master luôn, thì mình mu nó vào thanh ghi gửi đi thì mình là mu nó là thanh ghi x d0 đi ha. Mu vào d0 rồi, mu vào d0 rồi, và tiếp tục là và chỗ đây là để phải để cái biến m8000 ở đây nó mới chịu nha, nếu không cầm bài báo lỗi. Rồi, và tiếp tục thêm một lệnh nữa là và sẽ nếu như vậy là đủ rồi. Rồi mà một lệnh nữa là mu mu giá trị d1 đi, mu d1 vào k2xy không, tức có nghĩa là si con master nó sẽ ghi giá trị xuống d1 và nó sẽ lấy d1 này ra để nó out ra y0 ha. Đó, còn này là nó lấy ngõ vào nó đẩy với d0 để con master sẽ đọc cái này về. Thì tất cả các sliver nó thì không làm gì cả, nó chỉ là đưa vào thanh ghi và con master sẽ đọc giá trị này lên và nó ghi giá trị này xuống ở bên master thôi, là nó sẽ hiểu được. Và tất nhiên là bên bên sliver 2 cũng vậy, cái này là sliver 1 nè, cái địa chỉ là h1, còn bên này thì mình sẽ copy dòng lệnh này vào và mình sang bên level 2 này mình sẽ bán vào đây, và cái này thì tương tự nên không đổi cái này, mình chỉ có đổi cái địa chỉ này là ở con level 2 thì địa chỉ này là số 2, địa chỉ của con level 2 là số 2 ha, và tất cả cái này thông báo thì giống nhau. Rồi, kể cả thời gian respawn thì cũng giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ chương trình vào vào hai con này ha. Đầu tiên mình sẽ đổ con 2 trước đi. Con 2 nó khui sẵn vào đây. Thì mình sẽ cấu hình nó lại chỗ này mới nhận được nha. Mình sẽ tìm nó là con máy ở đây, con 3 và cái này mình chưa cắm thì sẽ không có con ha. Đó, nó là con 1 nha. Con 1 đó là cái cáp của con PC board, còn con cáp master nó là con 3. Mình mở cái sliver 2 lên, này là con sliver 2 trước, là mình sẽ connection nó và chọn nó là con 1, chọn nhớ chọn này là 38400, ok, và viết vào. Đây là đối với con sliver 2 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con sliver 1, chọn con sliver 1, và bây giờ chúng ta sẽ cắm qua con sliver 1. Cái này cũng chưa tháo cái này ra. Rồi, con sliver 1 thì cũng vậy thôi, cũng chọn cũng con 1 và chọn này connect, ok, right. Rồi, sau khi mà
Đã nạp hết chương trình cho hai con rồi thì chúng ta sẽ quay lại chứ đối với cái con master mình sẽ nạp, mình sẽ kiểm tra con master và mình biết chương trình của master. Thì chúng ta ở master á thì nó khá đơn giản, chúng ta có thể là dùng một cái lệnh là LDM 8000. Mình dùng lệnh là ADBRBK để truyền. Và cái lệnh ADBRBK này á thì mình sẽ ghi là đầu tiên là cái cú pháp đầu tiên của nó là cái địa chỉ ha. H1 là tức là cái địa chỉ mình muốn truyền nhận á. Thì từ từ bây giờ á, rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ có phải hai nhiệm vụ. Một là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ con server 1 và server 2 lên đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đầu tiên con server 1 á thì chúng ta đối với con server á thì ghi vào ở nó ghi vào thanh ghi D0 ha. Và chỉ chúng ta phải đọc lên là từ thanh ghi D0 và ghi xuống vào thanh ghi D1 của nó. Vậy thì chúng ta viết cái lệnh là đọc lên đối với level 1 hoặc 2 cũng vậy, là lệnh đọc ha, là thanh ghi D0 ha, sẽ là K0 ha, K0 lưu cái này là số byte, byte và là một byte thôi, một bậc chứ, à số bậc, một bậc. Và cuối cùng là sẽ là cái cuối cùng sẽ là cái thanh ghi lưu trữ. À, thanh ghi lưu trữ thì chúng ta sẽ ghi vào thanh ghi D0 ở trên con master đi ha. Hay là D100 đi cũng được, D100 đi cũng được ha. Đó, thì khi khi đọc lên ha là D100. Rồi. Và đọc luôn cả thanh ghi của con kia ADBRVKH2 luôn ha, cũng lệnh là H3 và thanh ghi K0 luôn là D0 á, rồi cùng K1 luôn là D101 ha. Đó là hai lệnh đọc dữ liệu lên của con kia đó. Và chúng ta sẽ khi mà đọc xong á thì chúng ta sẽ ghi ra ha, cũng là LDM 8000 luôn đi, sẽ ghi xuống, sẽ ghi xuống là mu D100 vào k đọc con thứ nhất, là con BC thứ nhất là mình cho nó vào mu nó vào K2Y0 đi ha. Và con BC thứ hai là mu D101 đọc và mua vào K2Y10. Rồi, và tất nhiên đây là lệnh đọc, chỉ mới đọc ở hai con master, hai con slaver lên thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm hai lệnh ghi xuống, lệnh ghi xuống ha, LDM 8000 ADBRVK và H1 ha, là địa chỉ con slaver thứ nhất, và H06 là sẽ là lệnh ghi. Và mình sẽ ghi từ giá trị của mình ghi xuống, đây là mình đọc luôn, còn bây giờ mình ghi xuống thì mình sẽ ghi và lấy cái thanh ghi ví dụ như bây giờ chưa nhập cái thanh ghi, bây giờ mình lấy một cái thanh ghi trước tiên là mình sẽ lấy cái là x vào ha, là để mình sẽ mu nè K2X0 vào ví dụ D10 đi ha, D10 và thêm một cái là mu K2X10 vào D11. Và dĩ nhiên mình sẽ lấy hai cái lệnh ghi này xuống ADBRVK mu ADBRVK H1 là con thứ nhất ha, sẽ là lấy D10 này mu xuống
H6, K1, K1 ha, K1 vào, và K1 và dùng thanh ghi D10 ha, tự ghi xuống. Và tương tự như vậy thì mình cũng copy xuống và mình chỉ sửa con này là con 2 thôi ha. Và cái địa chỉ này là 11. Ok. Rồi như vậy là xong chương trình. Chúng ta sẽ đổ vào con master. Mình vẫn chưa thấy cái đèn nó hoạt động, chưa thực sự nó hoạt động, thì mình có thể xem ở đây nó bị cái gì. Con này là nó đang chưa nhận giá trị vào ha, chưa nhận giá trị vào, thì ở đây tạm